Hoa hậu Phạm Hương bất ngờ nhập viện. Sau khi miệt mài bay show với chuỗi những sự kiện giải trí lớn, Phạm Hương quyết định dành thời gian bên gia đình trong kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4. Người đẹp Hải Phòng đã tạm dừng các hoạt động để về quê trước đó 2 hôm. Tuy nhiên, đến chiều ngày 29 tháng 4, Phạm Hương bất ngờ chia sẻ trên trang cá nhân của cô rằng cô bị tái phát bệnh đau dạ dày. Dòng trạng thái của Phạm Hương khiến người hâm mộ cảm thấy lo lắng cho sức khỏe của người đẹp Hải Phòng. Chưa dừng lại ở đó, vì cơn đau khá dữ dội nên Phạm Hương đã nhập viện để điều trị ngay trong đêm 29 tháng 4. Thật không may cho Phạm Hương khi tình trạng sức khỏe đã làm ảnh hưởng đến kỳ nghỉ lễ của cô cùng gia đình. Trước đó, tân hoa hậu Hoàng Vũ cũng có khoảng thời gian vui đùa bên các cháu. Những biểu cảm không thể không yêu của Phạm Hương được cô chia sẻ trên trang cá nhân trước khi phải nhập viện vì bệnh đau dạ dày. Nhiều khán giả hâm mộ đã bày tỏ sự lo lắng và cầu mong cho sức khỏe của người đẹp Hải Phòng mau hồi phục. Có thể thấy đây là một bài học kinh nghiệm cho Phạm Hương vì đã xem nhẹ hậu quả của việc ăn uống thất thường khiến cô phải một phen sống dở chết dở. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy bấm đăng ký để cập nhật thêm nhiều thông tin mới hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.